Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư trong tổng số 150.000 người mắc mới, tính trung bình là khoảng 315 người chết mỗi ngày. Đặc biệt, trong 12.500 người mắc ung thư vú thì có đến 5.000 người tử vong, 22.000 ca mắc ung thư phổi mới lại có 19.000 bệnh nhân tử vong. Trên thế giới, hơn 1,1 triệu trường hợp ung thư tuyến tiền liệt được ghi nhận vào năm 2012, chiếm khoảng 8% của tất cả các trường hợp ung thư mới và 15% ở nam giới. Như vậy, trên 70% số người tử vong vì phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn không có khả năng cứu chữa. Làm thế nào để người dân có thể nâng cao nhận thức của mình trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, phát hiện bệnh kịp thời để tăng cơ hội sống nếu không may mắc bệnh? Đó chính là trăn trở và là lý do để đội ngũ mà các bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thực hiện hành trình xuyên Việt không ai phải sợ trong suốt hơn 3 tháng vừa qua. Với hy vọng của chúng tôi vẫn là mục đích làm thế nào truyền tải được thông tin đến những người bệnh, truyền tải được những hiểu biết khoa học về bệnh ung thư đến những người bệnh một cách tốt nhất. Chỉ 77 cán bộ và nhân viên của bệnh viện, hành trình không ai phải sợ đã vượt qua 1.862 km để đến với 6 tỉnh thành Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Việt Trì Phú Thọ và Vinh Nghệ An, dành tặng 2.580 suất khám tầm soát ung thư cho người dân, 3.700 vé xem hài kịch cùng số thời gian làm việc liên tục không nghỉ ngơi là 3.960 phút đồng hồ. Trong hơn 2.000 người dân được tầm soát ung thư, ở nữ giới phát hiện 706 người có u nang, xơ, đa nhân tuyến vú. Ở nam giới, 59 người có dấu hiệu bất thường, trong đó 38 người phát hiện bất thường ở phổi, 21 người có dấu hiệu bất thường ở tuyến tiền liệt. Qua đây, 765 người dân có cơ hội được điều trị sớm để thoát bệnh và có một cuộc sống chất lượng hơn. Đi khám y tế bình thường thì hàng năm thì đều có phường tổ chức, nhưng mà khám để phát hiện ung thư sớm mà hôm nay là lần đầu tiên. Sau khi khám bệnh viện Thu Cúc thì quan điểm của tôi là thay đổi, và tôi nghĩ rằng là sẽ thường xuyên đi khám định kỳ để tầm soát cái ung thư. Không dừng lại ở hàng nghìn suất khám tầm soát ung thư miễn phí, hành trình không ai phải sợ còn mang đến cho người dân ở mỗi nơi mà mình đi qua những giây phút sảng khoái, vui vẻ và cười thả ga bằng những tiết mục đặc sắc. Với sự tham gia đồng hành của các nghệ sĩ Xuân Hinh, Vân Dung, Công Lý và các nghệ sĩ đến từ nhà hát kịch Hà Nội, hành trình không ai phải sợ đã thêm phần thành công và người dân lại càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm. Mình đã hiểu ra rằng là cái việc mắc phải ung thư ấy, nó đã trẻ hóa rất nhiều. Bản thân Thanh Tùng cảm nhận được cái tầm quan trọng, hết sức quan trọng của cái việc là tầm soát ung thư sớm. Muốn gửi đến một cái thông điệp và muốn cho cộng đồng hiểu thêm về cái sự tầm quan trọng của cái việc tầm soát ung thư sớm. Các cụ vẫn nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi còn sớm, các bạn hãy đi khám sức khỏe định kỳ, hãy đi tầm soát ung thư. Sau tất cả những nỗ lực và sự cố gắng của những người thực hiện, hơn tất thảy, đây chính là những niềm vui và trở thành động lực để hành trình không ai phải sợ tiếp tục công việc nhân văn của mình. Nhà mình cách đây rất là xa, những 135 km, nhưng mà mình vẫn cố gắng đến để tham dự, bởi vì mình biết được là một cái chương trình này nó rất là bổ ích. Các bác sĩ về nơi như thế này mà kiểm tra như thế này, phản ứng là người dân cũng rất phấn khởi. Khi đến đây thì chú cảm thấy là không khí nó rất ấm cúng, và cái sự làm việc ở bệnh viện Thu Cúc với một cái tập thể là rất là chuyên nghiệp. Bệnh viện Thu Cúc là rất chu đáo và rất tận tình, tôi thấy là chúng tôi rất cảm ơn. Nhờ có bệnh viện Thu Cúc là chúng tôi mở mang đầu óc lắm. Và tôi cũng xin cảm ơn bệnh viện đã tổ chức những chương trình này, không chỉ ở Lạng Sơn mà cũng mong là nhân rộng với nhiều tỉnh khác trong cả nước để nhiều người dân như tôi có được cơ hội đến khám chữa bệnh ạ. Trải qua một chặng đường dài, đi qua 6 tỉnh thành từ miền Bắc đến miền Trung, sự ủng hộ và chào đón nhiệt tình của người dân trên khắp cả nước luôn là nguồn động lực to lớn để Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của mình. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn.